Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hàng trăm hộ dân ở xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên có thêm thu nhập nhờ gia công các sản phẩm xuất nhật. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định nâng cao chất lượng giáo dục mầm non. Bắc Ninh tăng cường đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại làng nghề truyền thống. Thưa quý vị và các bạn, tạo động lực để các hợp tác xã nông nghiệp có bước phát triển mới, huyện Quỳnh phụ tỉnh Thái Bình thực hiện thí điểm 4 mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện. Có 4 hợp tác xã nông nghiệp của Quỳnh phụ đã mạnh dạn đưa cán bộ trẻ có trình độ năng lực vào làm việc tại các hợp tác xã Quỳnh Hải, Quỳnh Ngọc, An Cầu, Vũ Hạ An Vũ thực hiện theo quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học cao đẳng về làm việc có thời hạn tại Hợp tác xã Nông nghiệp. Mục tiêu đặt ra không chỉ để giải quyết vấn đề việc làm, tạo thu nhập cho một số thanh niên, mà là dịp để các cán bộ trẻ có trình độ đại học vận dụng kiến thức đã học để khởi nghiệp ngay tại quê hương. Đa phần các bạn trẻ thời nay khi chọn công việc lâu dài, hầu hết đều lựa chọn một nghề khác ngoài nông nghiệp. Trong đâu đó từ thành thị đến nông thôn vẫn còn những bạn trẻ có trình độ chuyên môn cao nhưng lại chọn nông nghiệp để khởi nghiệp. Họ là những nông dân thế hệ mới mong muốn đổi màu bức tranh nông nghiệp của Hà Nam bằng sức trẻ nhiệt huyết và đam mê. Những năm gần đây, khi chính sách của tỉnh quan tâm đầu tư nhiều đến lĩnh vực nông nghiệp, ở đó cũng đã xuất hiện những hạt nhân tạo nên làn sóng đầu tư vào nông nghiệp mạnh mẽ, không chỉ là các doanh nghiệp có lợi thế hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh mà ngay cả giới trẻ cũng vào cuộc ngày càng nhiều. Hàng loạt những tấm gương làm nông nghiệp của người trẻ xuất hiện ngày một nhiều và đa dạng trên các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh như nông nghiệp sạch liên kết với doanh nghiệp, chăn nuôi bò sữa và chế biến các sản phẩm từ sữa bò, nuôi cấy nấm dược liệu, nuôi trồng thủy sản công nghệ Israel và trồng hoa cây cảnh công nghệ cao. Thay vì chú trọng vào năng suất, họ tập trung vào chất lượng, sự an toàn, các giá trị gia tăng của nông sản và sự tin dùng của khách hàng. Họ vừa là tấm gương, vừa là nguồn động viên khích lệ cho các bạn trẻ dám dân thân vào lĩnh vực mà trước kia đã từng bị xem nhẹ. Giải quyết một số khó khăn hạn chế như kỹ năng tiếp cận nguồn vốn, kỹ năng tiếp cận thị trường, cơ chế mở về chính sách đất đai. Thế hệ những nông dân mới với cách làm nông nghiệp hoàn toàn khác sẽ tạo ra những giá trị vật chất, giá trị trí tuệ lớn trong thanh niên và sẽ có những đóng góp mạnh mẽ hơn cho xã hội. Hiện nay, nuôi trồng thủy sản của tỉnh Nam Định đang phát triển sôi động ở cả vùng mặn nở và nước ngọt với tổng diện tích trên 15,5 nghìn hecta ở 40 vùng nuôi tập trung. Sản lượng trung bình mỗi năm đạt 63,5 nghìn tấn. Xác định con sống là một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo thành công trong nuôi thả thủy sản. Từ nhiều năm nay, tỉnh Nam Định đã đặc biệt quan tâm thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng sống thủy sản. Trên địa bàn tỉnh ta hiện có 137 cơ sở sản xuất giống thủy sản, trong đó có 115 cơ sở sản xuất giống thủy sản mặn lợ, 22 cơ sở sản xuất giống thủy sản nước ngọt. Theo kế hoạch, năm 2019, tỉnh ta phấn đấu sản xuất trên 11 tỷ con giống thủy sản các loại, trong đó gần 9,5 tỷ con giống nước mặn lợ và trên 1,5 tỷ con giống nước ngọt. Để đảm bảo chất lượng con giống, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị liên quan ra soát nhu cầu giống thủy sản các loại để có kế hoạch sản xuất và quản lý chặt chẽ việc nhập giống nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất. Mục tiêu đến năm 2020, tỉnh ta sẽ chủ động 100% nguồn giống tôm sú, các loại giống nhuyễn thể, một số loại cá biển, các giống đặc sản nước ngọt như cá lăng chấm, tôm càng xanh, ba ba, và 50% nhu cầu giống tôm thẻ chân trắng. Tỷ lệ sử dụng giống thủy sản sạch bệnh, chất lượng cao đạt 100%. Năng suất nuôi trồng các loại thủy sản chủ lực tăng từ 30% trở lên, đảm bảo nuôi trồng thủy sản của tỉnh phát triển bền vững. Một tổ vừa được thành lập vào đầu năm 2019, nhưng tổ hợp tác thanh niên nuôi trồng thủy hải sản Kim Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã phát huy được vai trò giúp đỡ các thành viên về nhiều mặt, nhất là trong kỹ thuật nuôi tôm, ngao. Hiện nay, Tổ hợp tác có 5 thành viên với tổng diện tích nuôi trồng vào khoảng 10 hecta. Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu và ban đầu gặp phải khá nhiều khó khăn, nhưng phát huy tinh thần đoàn kết, hết lòng giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Mà giờ đây, cả 5 thành viên đều có mô hình nuôi trồng thủy sản phát triển và cho thu nhập ổn định. Việc tổ hợp tác được thành lập từ những người thanh niên trẻ tuổi đã tạo ra những cách làm hay, tiên phong trong sáng tạo, mạnh dạn đổi mới, đem lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất như sử dụng nhà bạt, hệ thống sục khí, kiểm soát môi trường nước thường xuyên bằng các thiết bị hiện đại. Để mà nói nuôi thì chủ yếu anh em tập trung nuôi vào cái mùa bụ chính thôi. Bụ chính thì thời tiết nó ấm nắng, đấy. Còn như mùa đông này thì cũng phải có tiềm lực, có điều kiện thì mình xây dựng những cái mô hình ví dụ là nhà bạt chẳng hạn thì mình nuôi thì mùa đông mình thích hợp. Bây giờ không áp dụng khoa kỹ thuật thì gần như nếu mà nuôi ở vùng mình thì cũng khó để thành công. Mình nuôi theo một cái quy trình rồi cũng theo một quy chuẩn nhất định. Ví dụ như cái tôm đây mình nuôi ví dụ mình không dùng kháng sinh chẳng hạn. Đấy, hoặc dùng kháng sinh nhưng mà trước khi bắt là mình phải dừng trong một cái thời gian cho phép. Bằng nhiệt huyết và lòng đam mê, những thanh niên đã và đang xây dựng một tổ hợp tác hoạt động thật sự hiệu quả ở địa phương, đưa nghề nuôi trồng thủy hải sản phát triển mạnh mẽ đồng thời qua đó không chỉ phát huy tinh thần xung kích tiên phong mà còn tạo động lực để nhiều bạn trẻ khác học tập, quyết tâm lập thân lập nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương. Khoảng một vài năm trở lại đây, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, số người tham gia và nhận làm gia công các sản phẩm thủ công xuất đi thị trường Nhật Bản ngày càng nhiều, chủ yếu là những phụ nữ trung niên. Xã Quang Vinh có trên 500 hộ gia đình, có người nhận làm gia công các sản phẩm như xoắn nơ, đan chim, đan rùa, túi may mắn để xuất đi thị trường Nhật Bản. Tùy theo mùa, những sản phẩm được yêu cầu làm sẽ khác nhau. Tận dụng thời gian đông nhàn, nhiều phụ nữ trung niên, thậm chí cả những người trẻ tuổi khi quen việc có thể làm từ 1.000 đến 2.000 sản phẩm xoắn nơ trong một ngày. Thành phẩm thường được đóng gói gửi công ty xuất đi vào thứ sáu hàng tuần. Tùy thuộc vào các sản phẩm to nhỏ, mỗi sản phẩm có giá khác nhau, giao động từ 1.000 đến 5.000 đồng. Trung bình một tháng, mỗi người tham gia công việc gia công này có thêm thu nhập từ 1 đến 3 triệu đồng. Đây được coi là một trong những công việc làm thêm ổn định, mang lại thu nhập khá cho nhiều người dân. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa thông qua nghị quyết về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và điều chỉnh mức giá dịch vụ khám chữa bệnh, không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Việc bổ sung chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019 nhằm thúc đẩy nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội trên địa bàn và sẽ được triển khai ở 3 chỉ số: số người tham gia, tỷ lệ tham gia và tốc độ phát triển số người tham gia. Trong đó, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 31,26% lực lượng lao động của tỉnh, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 0,74% lực lượng lao động tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 29,98% lực lượng lao động. Để đạt được chỉ tiêu này, Hội đồng Nhân dân tỉnh thông nhất triển khai đồng bộ các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia, đặc biệt chú trọng mở rộng nâng cao hiệu quả mạng lưới thu để mạnh thanh tra kiểm tra. Trong đó, có thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu trốn đóng, đóng không đủ cho số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bảo hiểm y tế tỉnh bắc ninh với nhiều giải pháp mở rộng đối tượng tham gia theo luật bảo hiểm mới trong đó chú trọng vào nhóm bảo hiểm y tế theo gia đình cho lực lượng lao động có hợp đồng ngắn hạn Đến cuối tháng 3 đã có 1.221,3 nghìn người tham gia đóng bảo hiểm các loại, chiếm 96,7% dân số toàn tỉnh. So với cùng kỳ năm trước tăng 7,4% về số người tham gia và tăng 3,7% tỷ trọng so với dân số. Trong đó có 1.217,7 nghìn người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 96,5% dân số, tăng 7,5%. 365,5 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 13,6%. 340,6 nghìn người đóng bảo hiểm tự nguyện tăng 6%. Công tác chi bảo hiểm tiếp tục được thực hiện có hiệu quả qua hệ thống bưu điện đúng đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Quý 1, toàn tỉnh đã chi trả tiền bảo hiểm các loại với tổng số 1.122,9 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ. Trong đó, sử dụng từ quỹ bảo hiểm xã hội là 808,5 tỷ đồng, tăng 28,2%. Sử dụng từ quỹ bảo hiểm y tế là 314,5 tỷ đồng, tăng 8,8% trong thời gian tới bảo hiểm xã hội tỉnh bắc ninh và bảo hiểm xã hội các huyện thị xã thành phố sẽ phối hợp và triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ giải pháp góp phần thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm tự nguyện giúp ngày càng nhiều người dân trong tỉnh được thụ hưởng những chính sách ưu việt của bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm tự nguyện Đến nay, toàn tỉnh Nam Định đã phát hiện 5.666 người nhiễm HIV ở 10 huyện thành phố và 224 trên 229 xã phường thị trấn. Trong đó, 3.447.000 bệnh nhân S. Thực hiện quyết định 2188 về thanh toán thuốc ARV và hỗ trợ người sử dụng thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh ta đã khẩn trương kiện toàn các cơ sở điều trị HIVS thông qua việc chuyển các cơ sở điều trị từ các trung tâm y tế một chức năng về các bệnh viện đa khoa để triển khai ký hợp đồng với bảo hiểm xã hội về khám chữa bệnh HIVS bằng bảo hiểm y tế. Đến nay, cả 10 cơ sở điều trị HIVS trên địa bàn tỉnh đã thực hiện ký hợp đồng với Bảo hiểm xã hội và đã thanh toán một số dịch vụ khám chữa bệnh HIVS bằng Bảo hiểm y tế. Toàn tỉnh hiện đã có 1.309 bệnh nhân HIVS có thẻ Bảo hiểm y tế. Theo kế hoạch, năm 2019, tỉnh ta sẽ có 6 cơ sở điều trị HIVS thực hiện việc thanh toán thuốc ARV qua nguồn Bảo hiểm y tế. Năm 2020 sẽ thực hiện tại toàn bộ các cơ sở điều trị HIVS trên địa bàn tỉnh. Methadone là chất thay thế điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện sử dụng qua đường uống, làm giảm thèm muốn và khóa tác động của các chất gây nghiện từ từ, giảm nguy cơ lây nhiễm HIV trong cộng đồng. Sau gần 7 năm triển khai chương trình điều trị nghiện methadone ở Ninh Bình, đã mang lại những kết quả tích cực. Toàn tỉnh hiện có gần 2.000 người nghiện ma túy, trong đó gần 800 người được điều trị thay thế bằng methadone. Hầu hết những bệnh nhân này trước đây đã cai nghiện với nhiều phương pháp khác nhau nhưng chưa thành công. Điều trị bằng methadone đã mang lại nhiều lợi ích đối với người nghiện. Dùng một lần sẽ duy trì trạng thái ổn định cả ngày. Đây là liệu pháp can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV, tiết kiệm chi phí và dễ kiểm soát. Theo đánh giá, uống methadone là liệu pháp điều trị chuẩn quốc tế, Hầu hết người sử dụng ma túy khi tham gia điều trị thay thế, sức khỏe và tâm lý được cải thiện, thay đổi hành vi, lối sống, hòa nhập cộng đồng, mang lại hạnh phúc cho gia đình và bình yên cho xã hội. Điều trị thay thế bằng methadone góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Song để đạt hiệu quả, bên cạnh sự nỗ lực của các cơ sở điều trị, người nghiện cần kiên trì thực hiện đúng phác đồ giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên đối với trẻ em cho nên cần tạo cho trẻ môi trường học tập tốt, phù hợp, góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện. Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định đã tích cực đổi mới phương pháp và tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non một trong các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non được ngành giáo dục đào tạo tỉnh nam định đẩy mạnh trong những năm qua đó là xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm bảo đảm tất cả các trẻ em đều được tạo cơ hội học tập thông qua vui chơi và các hoạt động phù hợp nhu cầu trẻ tích cực chủ động tham gia các hoạt động làm việc theo nhóm để được trao đổi chia sẻ và trình bày ý kiến biết suy nghĩ và vận dụng những điều đã học vào thực tế cuộc sống giải quyết các tình huống gặp phải Năm học 2018-2019, ngành giáo dục đào tạo tiếp tục xác định với chủ đề kỷ cương đề nếp, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện chuyên đề phát triển, vận động cho trẻ trong trường mầm non với 100% nhóm lớp thực hiện xây dựng môi trường phát triển vận động tốt trong nhà trường. Các nhà trường tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất đầu tư mua sắm trang thiết bị đồ dùng, đảm bảo đủ điều kiện cho việc dạy và học. Ngoài ra, cũng tập trung đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Nhà nước Đại Cổ Việt ra đời đã đánh dấu bước quan trọng trong lịch sử dân tộc, khép lại 1.000 năm bắc thuộc, mở ra thời kỳ độc lập tự chủ và phát triển cũng từ đây, văn hóa Đông Sơn bước vào thời đại văn hóa Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Hơn 1.050 năm đã trôi qua, nhưng những dấu ấn văn hóa xưa không chỉ in đậm trên các trang sử, trong tâm thức dân gian mà cả những di sản cổ vật. Đây chính là vật chứng thời gian, chỉ dẫn cho các thế hệ sau tìm hiểu về lịch sử, đời sống xã hội lúc bấy giờ. Tại quần thể di tích Cố đô Hoa Lư và vùng phụ cận còn có sự hiện diện hàng trăm ngôi đền, chùa, miếu phủ, trong đó chùa Nhất trụ nổi tiếng với cột đá khắc kinh Phật ở thế kỷ thứ 10. Đây là hiện vật độc bản có ý nghĩa lịch sử văn hóa to lớn là tài liệu nghiên cứu khảo cổ quan trọng giúp nhìn lại những bài kinh Phật cổ hiện đang lưu hành trên thế giới khi đất nước Đại Cổ Việt bước vào kỳ nguyên độc lập tự chủ lâu dài, cũng là lúc xuất hiện một nền văn hóa dân tộc dưới hình thức chữ Hán và chịu ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo. Ngay sau khi lên ngôi, vua Đinh Tiên Hoàng là người đầu tiên lập chức tăng thống và đưa Phật giáo trở thành quốc đạo. Kinh Đô Hoa Lư còn đến ngày nay những di vật rất quý trong đó có cột kinh Phật này được Đức Vua Lê Đại Hành cho xây dựng vào năm 995, tức là cách đây đã hơn 1.000 năm rồi. Đây là một cái bằng chứng để nói lên được một cái lòng ngưỡng mộ không những của triều đình mà của cả nhân dân hướng về Đạo Phật và mong muốn cho được quốc Thái Dân An thông qua cái giáo lý của nhà Phật. Tại Bảo tàng Ninh Bình, những bức ảnh kể lại câu chuyện về những cuộc khai quật khảo cổ học từ hai chục năm qua, với nhiều lần thám sát, khai quật quy mô khác nhau tại quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư đã phát lộ một hệ thống di tích di vật vô cùng phong phú đa dạng. Từ những đầu rồng, chim phượng đến những vật dụng sinh hoạt bị chôn vùi giữa lòng đất qua bao thời gian vẫn còn giữ nguyên nét tinh tế của bàn tay khối óc người thợ thủ công. Tiêu biểu là viên cải khắc chữ Hán, Đại Việt Quốc Quân Thành Chuyên, di sản văn hóa còn lại ngoài những dấu ấn vật chất, dấu tích tường thành cung điện, còn những kinh nghiệm tổ chức hành chính của chính quyền trung ương tập quyền đầu tiên của đất nước, kinh nghiệm ngoại giao của dân tộc. Với các bạn đó là niềm tự hào thì với chúng tôi đó là cảm nhận khâm phục bản lĩnh và ý chí quật khởi của người dân mà thông qua các hiện vật cổ, chúng tôi đều biết thêm nhiều điều thú vị về lịch sử của các bạn dấu tích thành quách xưa cùng hàng trăm công trình kiến trúc, di vật, văn bia đá vẫn đang thi gan cùng tuyến nguyệt. Cộng hưởng cùng những di sản văn hóa phi vật thể mang đến cho người dân Việt Nam nói chung, Ninh Bình nói riêng, niềm tự hào với thế giới về giá trị nổi bật của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, quần thể danh thắng Tràng An hôm nay. Những năm qua, ở một số thời điểm do ít được quan tâm nên một số hàng tre chắn sóng bị chặt phá và không được bảo vệ. Trước thực trạng này, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã và đang tập trung tiến hành trồng bổ sung và chăm sóc bảo vệ hàng tre. Nhiều xã ven đi chủ động giao cho một số gia đình, hàng năm trồng sạm bổ sung và thường xuyên chăm sóc bảo vệ. Đến nay, gần 34 km đê trên địa bàn huyện Kim Thành đã có hàng tre chắn sóng. Cùng với khôi phục hàng che chắn sóng trên tuyến đê tả sông Lai Vu, trong năm 2019 này, hạt quản lý đê huyện Kim Thành còn phối hợp với các địa phương ven đê trồng dặm trong bổ sung hàng che chắn sóng. Đến nay, gần 34 km đê trên địa bàn huyện Kim Thành có hàng che chắn sóng bảo vệ công trình đê điều để khôi phục thành công các hàng tre chắn sóng đã bị chặt phá hạt quản lý đê huyện kim thành tăng cường tuyên truyền để nhân dân sống ven đê nâng cao ý thức bảo vệ hàng tre chắn sóng và có chính sách hỗ trợ đối với những cá nhân đảm nhận việc trông giữ chăm sóc bảo vệ hàng tre thực tế kiểm chứng hàng chục năm qua đã cho thấy ở các tuyến đê duy trì và bảo vệ được hàng tre chắn sóng đều hạn chế được tình trạng thân đê xuống cấp và tạo được cảnh quan xanh sạch đẹp để khơi thông dòng chảy đạo vét kênh mương phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, việc vớt vật cản trên sông được nhiều địa phương tích cực thực hiện. Tuy nhiên thay bằng vớt thủ công, trên dọc sông Tây Tân Hưng và sông Từ Hồ Sài Thị, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên đã dùng thuốc trừ cỏ phun để diệt bèo, gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng và tiềm ẩn những hậu quả khôn lửa. Người được thuê vớt bèo đã dùng thuốc diệt cỏ phun lên những kênh mương có bèo. Điều đáng nói là loại thuốc mà họ sử dụng để diệt bèo chủ yếu là thuốc trừ cỏ. Sau khi phun chỉ chưa đầy 2 ngày, bèo tây sẽ heo úa, thối mục hết trên các mặt sông. Nguy hại hơn là sau khi thấy được hiệu quả diệt bèo từ thuốc trừ cỏ trên, rất nhiều hộ nông dân ở khu vực này chịu ảnh hưởng, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước. Việc giảm chi phí thuê công dọn rác trên sông Trục bằng việc sử dụng các loại thuốc có hoạt chất độc hại đang bị lạm dụng, gây ảnh hưởng đến môi trường trên diện rộng. Đây là điều đáng báo động những năm gần đây các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh bắc ninh phát triển mạnh có nhiều đổi mới làm thay đổi bộ mặt nông thôn tuy nhiên các làng nghề chủ yếu là sản xuất thủ công sử dụng những nguyên liệu dễ cháy nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng chống cháy nổ nhằm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các làng nghề thủ công phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bắc ninh đã triển khai nhiều giải pháp Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có hơn 120 làng nghề, trong đó có trên 60 làng nghề truyền thống thu hút tạo việc làm cho hàng vạn lao động. Các làng nghề chủ yếu sản xuất thủ công, sử dụng những nguyên liệu dễ cháy nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ. Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại khu vực này, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn thanh kiểm tra đến từng cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh chỉ tính riêng năm 2018, đơn vị đã tiến hành kiểm tra gần 700 cơ sở, xử lý nghiêm các cơ sở cố tình vi phạm. Bên cạnh việc tập trung triển khai các giải pháp của ngành chức năng, thì ý thức chấp hành nghiêm các quy định của mỗi hộ kinh doanh sẽ là điều kiện tiên quyết có phần hạn chế thấp nhất các sự cố cháy nổ có thể xảy ra quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự đồng bằng sông hồng hôm nay của đài phát thanh và truyền hình hưng yên cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin thân ái chào tạm biệt